để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ join vào group Telegram. Chọn join. Quay trở lại, join tiếp vào kênh thứ hai. Rồi, sau đó quay trở lại. Mọi người sẽ follow Twitter cộng với gắn cái hashtag này vào. Thì ở đây mọi người sẽ copy cái hashtag này cho mình nhé. Rồi, mọi người sẽ bấm chọn phần copy path này và copy cái hashtag này. Rồi, sau đó vào Twitter cho mình. Chọn theo dõi. Kéo đến này. Chọn like, sau đó là sẽ trích dẫn này. Rồi gắn cái hashtag lên. Chọn tweet lại. Ok, quay trở lại. Join tiếp vào kênh Telegram channel. Chọn join ở đây. Sau đó quay trở lại này. Follow Twitter này. Rồi mọi người sẽ follow Twitter và like retweet cái bài đăng của nó. Ok, quay trở lại. Tiếp tục join vào Discord. Rồi, quay trở lại bot này. Mọi người sẽ bấm chọn continue. Rồi, ở đây sẽ xác minh hình ảnh captcha nhé. Mọi người chọn hình ảnh tương ứng này. Chọn ok. Rồi, sau đó thì bấm vào continue cho mình. Tiếp tục chọn follow Twitter này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập username của Twitter này. Mình sẽ quay trở lại Twitter cho mình. Bài đăng mà mọi người gắn cái thẻ hashtag đây nhé. Và quay trở lại bot. Rồi. Next. Tiếp tục nhập username của Discord này. Rồi, tiếp theo bấm chọn go to next. Và sau đó nhập địa chỉ ví BSC. Rồi sau đó bấm chọn confirm. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Ở đây mọi người bấm vào mục invite để nhận cái đường link chia sẻ nhé. Rồi, đây chính là cái đường link chia sẻ. Ok.